Ban đầu khi được đề nghị mua vé số và giúp đỡ, cậu bé khoảng 14 tuổi bày tỏ sự cảm ơn. Thế nhưng khi bị hỏi về hoàn cảnh và muốn giúp đỡ cũng như thăm hỏi, thái độ của cậu bé quay ngoắt 180 độ. Mới đây, kênh YouTube của Khương Dừa đã đăng tải đoạn video giúp đỡ một cậu bé bán vé số, liên tục quỳ lại người khác ở giữa đường. Thế nhưng phản ứng của cậu bé mới là điều đáng chú ý. Cụ thể, khi đi đang thấy hành động kỳ lạ của cậu bé, đạo diễn Khương Dừa dừng lại hỏi thăm thì thấy cậu bé liên tục vừa dập đầu vừa nói, con lại mấy cô mấy chú. Thấy vậy, Khương Dừa lại hỏi thăm và nói con vào trong chú mua cho. Ban đầu, cậu bé vô cùng dễ chịu, đồng ý đi vào lề đường để bán vé số. Cậu bé quỳ giữa đường lại người đi đường xin tiền. Tuy nhiên, cậu bé có vẻ khá khó chịu khi bị quay video lại và liên tục hỏi, chú làm cái gì vậy? Một số người đi đường cũng nói đỡ cho đạo diễn Khương Dừa, khuyên cậu bé không gắt gỏng vì anh chỉ quay để các mạnh thường quân tới giúp. Theo những gì cậu bé này kể lại, em bán 280 tờ vé số từ sáng đến chiều không hết, còn nguyên và đã đến giờ sổ. Vì không bán được, em đành chập đầu xin người ta mua hộ những tờ vé số đã sổ. Trong lúc Khương Dừa quay video, có hai người đã giúp đỡ cậu bé này bằng cách mua hộ một người 50 tờ, một người 20 tờ vé số. Cậu bé cho biết vé tu đã sổ nhưng em chưa hề dò. Khi được đề nghị mua, cậu bé đồng ý đi vào. Một số người đi đường đã mua giúp cậu bé vài chục tờ vé số. Thế nhưng khi bị quay hình và đề nghị đưa về nhà, cậu bé phản ứng gay gắt, ném bay cả xấp vé số. Đồ nghề đi bán vé số của cậu bé gồm có một cặp vé đã sổ và một chiếc xe đạp xúc Jason mà theo cậu bé này nói là đã bị hỏng, không sửa được. Khi được Khương Dừa đề nghị mua hết tất cả vé số và về nhà cặp ngoài giúp đỡ, cậu bé phản ứng vô cùng gay gắt, nhất quyết không đồng ý và nói năng khá nặng lời. Các chú giúp được bao nhiêu, 100-200 ngàn, chỗ đó được bao nhiêu tiền? Ý người ta cần mua làm gì làm hả? Tôi nói cho mấy anh biết tôi quỳ lạy cũng không xin mấy anh đâu. Video liên quan sự phản ứng gắt gao của cậu bé này đã khiến cả Khương Dừa và người đi đường vô cùng bất ngờ. Chàng đạo diễn dấy lên nghi vấn cậu bé lừa gạt mọi người kiếm tiền. Thế nhưng anh chàng mua 50 tờ vé số thì lại nghĩ khác, anh cho rằng chỉ là cậu bé quá tự cao, không muốn ai giúp cho tiền mà chỉ muốn lao động bằng cách bán vé số mà thôi. Cậu bé tiếp tục quỳ tới tối. Anh Thông, người mua giúp bé 50 tờ vé số ở lại cùng cậu bé đến tối mịt. Dù chưa biết thực hư ra sao, thế nhưng mọi người đều không muốn đào bới sâu thêm vào việc làm của cậu bé này. Số tiền đã mua vé số cho cậu bé, chàng công nhân cho biết mình không tiếc vì đã giúp thì giúp cho trót, không tiếc hay hối hận. Phương Dung, theo thế giới trẻ Let's Blog Us, Oi.